hành để ra phát điều chỉnh. Đấy, làm được không? Làm tốt đấy. Thế rồi, khoa nêu 4 nguyên nhân gây táo bón theo học thuyết ngũ hành để ra pháp điều trị, làm được không? Này chịu ạ, chịu cái nào không chịu? Ngũ hành nó giải thích hết rồi, chịu cái nào? Trong thực tế là như thế thì hả? Có 4 nguyên nhân gây táo bón thường gặp theo học thuyết ngũ hành và để ra pháp điều trị. Làm được không? Này, phần này. Ôi giời. Thế bây giờ có người bệnh thần kinh gây táo bón không? Có thầy. Thế có người là thiếu máu gây táo bón không? Cũng có thầy ạ. Thế có người tạng nhiệt cả năm không dám ăn một tí ớt, tí hạt tiêu nào, ăn vào cái lở mồm long móng, gọi là, hoặc là uống nhiều thuốc cay đắng quá, gọi là vị là tạng nhiệt, có gây táo bón không? Có thầy ạ. Thế bây giờ người già thì khí hư hay táo bón không? Không gặp được có táo bón không? Có. Đấy là 4 nguyên nhân như gì đó. Và đề ra pháp điều trị. Gì đâu. Đấy học thuyết ngũ hành người ta giải thích hết rồi gì nữa. 5 nguyên nhân gây mất ngủ theo học thuyết ngũ hành. Đề ra pháp điều trị. Đấy. Suy nghĩ đi.